Cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang cho biết, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 5 tháng 12, tại trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ sập đổ tường bao làm một người thiệt mạng và 3 người bị thương. Bức tường vừa bắt đầu thi công vào sáng 5 tháng 12, nhóm thợ với 4 người đang thi công cạo vôi vữa tường rào cũ để chát mới, sơn lại tường bao. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày thì bức tường bất ngờ đổ sập. Nạn nhân Trương Văn Bình, sinh năm 1983, trú tại thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, do bị thương rất nặng đã không qua khỏi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. 3 người bị thương hiện đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang gồm Thèn Văn Điệp, sinh năm 1991, thường trú tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, Lưu Đình Tâm, sinh năm 2006, thường trú tại thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, và Trương Văn Trực, sinh năm 2000, thường trú tại xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đoạn tường bao bị đổ dài hơn 30m, cao hơn 2m và là bờ tường gạch cũ. Sự việc trên xảy ra ngoài giờ lên lớp của các thầy, cô giáo và học sinh.